Vâng, xin chào khán giả của VTV. Thưa quý vị, tôi là Đỗ Dũng, hiện nay đang có mặt tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. Hôm nay là ngày thứ năm, mùng 6 tháng 7 là ngày có thánh lễ sai đi và có các ca đoàn ở các nơi về đi tập để chuẩn bị cho hai ngày lễ Đại hội Đức Mẹ La Vang vào ngày 14 và 15 tháng 7 tới đây. Đứng bên cạnh tôi là ca trưởng Lê Kim Anh, là ca trưởng ca đoàn nhà thờ chính tòa Chúa Kitô. Hôm nay anh cũng làm cái người mà coi như tập và hát những người trong đây. Thưa anh Lê Kim Anh, hôm nay mình có khoảng bao nhiêu người tập hát tất cả anh? Dạ khoảng chừng 400. 400 là của nhà thờ này hay là của các giáo xứ khác? Của liên ca đoàn. Liên ca đoàn của tổng giáo phận của giáo phận. Dạ. Năm nay là năm thứ hai. Vâng. Anh năm ngoái tôi nhớ là anh cũng làm cái việc này. Thì năm nay số người tham dự với lại năm ngoái như nào và số bản nhạc nó khác nhau có gì đặc biệt không anh? Dạ năm nay thì các anh chị tham gia đồng hơn và anh chị em rất là vui và phấn khởi, hứng khởi để tham gia cái Đại hội Thánh Mẫu. Về các chọn bài hát, chọn bài hát thì như thế nào? Chọn bài hát thì cũng vẫn là những cái bài rất là quen thuộc nhưng mà tập trung vào chủ đề cho anh nhạc trưởng là anh Cát Minh chọn. Thì nói chung những cái bài hát rất là quen thuộc và dễ đi vào lòng giáo dân để giáo dân cùng hiểu, cùng cầu nguyện với liên ca đoàn. Những người này như vậy là chúng các anh ca đoàn như vậy là tập từ bao lâu rồi hay là mới tập ngày hôm nay thôi? Dạ liên ca đoàn tập lâu rồi anh. Lâu là từ bắt đầu từ khi nào ạ? Khoảng chừng 3 tháng. Vâng, wow, 3 tháng. Vâng. Mỗi tuần một lần hay là mỗi tuần hai lần như thế nào? Mỗi tuần liên ca đoàn chia ra tập hai lần. Nhưng mà mỗi người thì chỉ yêu cầu tập một lần trong hai lần đó. Anh điều khiển một cái ca đoàn ở nhà thờ giáo xứ chính tòa Chúa Kitô thì tôi nghĩ cao lắm độ chừng 200 người. Mà ở đây tới 400 người thì làm thế nào anh có thể điều khiển được? Anh có thể chia sẻ với khán giả của VTV được không? Vâng, thì điều khiển một cái ca đoàn mà với cái số lượng ca viên lớn thì nó phải khác chút, khác với ca đoàn nhỏ hơn. Vâng. Thì làm sao để cho các ca viên thấy những cái nhịp của mình thì mình phải làm cho nó rõ hơn. Thì làm sao cho mình để ý là các ca viên họ có thể nhìn thấy và cả một ban nhạc. Năm nay ban nhạc cũng rất là đông nên chi là nhiệm vụ người ca trưởng là phải làm sao cho cả ban hát và ban nhạc cùng một nhịp nhàng với nhau. Hồi nãy có dùng cái từ là hát sốt sắng tức là hát như thế nào? Tức là hát có hồn hay hát như thế nào? Anh có thể giải thích cái sốt sắng nghĩa là sao ạ? Vâng, thì nói ngắn gọn thì mình hát sốt sắng mình để hồn vào. Tại vì thánh ca là cầu nguyện, hát là cầu nguyện. Nếu mình không cầu nguyện thì mình không phải hát thánh ca. Nên chỉ cái yếu tố hát sốt sắng, hát có tâm hồn, hát để cầu nguyện đó, đó là quan trọng. Cái đó là cái chính của thánh ca nên chúng tôi rất là nhấn mạnh trong cái yếu tố hát sốt sắng. Câu hỏi chót của anh là tôi thấy ở tất cả các đại hội cũng như nhà thờ phải nói thánh ca nó là một phần rất lớn, có thể nói là có nhiều thánh lễ là người ta đi không phải là nghe ông cha giảng mà ta nghe thánh ca. Thế thì kỳ này liên ca đoàn của giáo phận Oren có hy vọng làm được cái điều gì mà đặc biệt là tại đại hội thánh mẫu kỳ 2 này trong những ngày tới không thưa anh? Riêng cá nhân tôi thì tôi rất tin tưởng, tại vì chính tôi cũng cảm thấy rất là sốt sắng khi mà ngay cả khi tập hát mình cũng cảm thấy những cái bài hát, những lời nhạc nó đưa mình vào cầu nguyện cùng mẹ lên đường, cùng mẹ đi rao giảng tin mừng. Đó là cái sứ điệp mà ca đoàn phải làm cho được. Đó, cảm ơn Lê Kim Anh. Thưa anh Chu, năm nay có gì đặc biệt so với năm ngoái không thưa anh? Thưa anh thì năm nay cũng là kế tiếp của truyền thống của năm ngoái thôi. Thì cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà chúng tôi nhận thấy là cái tinh thần thì càng ngày càng lên. Và chúng tôi, theo cá nhân của tôi thì chúng tôi cảm thấy là chúng tôi sẽ hát hay hơn năm ngoái. Và các em thiếu nhi cũng vậy.
Tức là anh huấn luyện luôn cả, anh luyện luôn cả người lớn và cả thiếu nhi luôn? Dạ thì không, tôi chỉ luyện cho người lớn mà thôi. Người lớn thôi. Còn các em thì lại có một có cả đoàn khác. Dạ vâng, có dạ, đoàn khác. Người lớn như vậy, thưa anh, tôi nhìn vô là tôi thấy cũng có nhiều gọi là cụ đó chứ phải không đâu. Dạ vâng, đúng rồi, dạ vâng. Với cái vai trò liên cao đoàn trưởng này, tôi biết là tập cũng mất thời gian lắm. Một lần đi tập mấy tiếng đồng hồ, một tuần tập cũng một vài lần. Trong cái vai trò anh làm sao mà anh có thể mà thuyết phục những người này ở những buổi tối như thế này để mà họ hát, mà tôi thấy họ hát rất nhiệt tình, anh có thể chia sẻ với khán giả người Việt TV được không? Dạ vâng, thưa là cũng nhờ cái tinh thần của anh em rất là cao, rồi chúng tôi đã được hát với nhau trong 2 năm trước, thành ra các anh em cũng bắt đầu thân nhau và đồng thời cũng quen cách hát của nhau và tập luyện nó cũng nhanh hơn. Và chúng tôi qua cái kinh nghiệm của 2 năm trước thì chúng tôi cũng lựa những bài cho nó thích hợp khi mà hát ở ngoài trời, cũng như để tập luyện cái ca đoàn đông người như thế này, chúng tôi phải lựa những bài nó rất là thích hợp. Hồi nãy tôi nghe anh nói là năm nay chương trình có thể thay đổi, là ban tổ chức có thể là giới hạn lại ca đoàn, thay vì có 5 bài sẽ chỉ hát có 4 bài thôi, thì chuyện đó anh điều chỉnh như nào, mà tại sao hát ít đi thì nó có sao không thưa anh? Dạ thưa, cái chuyện đó thì chúng tôi cũng chưa biết chắc, nó tùy theo cái tình hình mà của thánh lễ. Chứ là các cha mà nhanh, các cha làm nhanh thì chúng tôi phải bớt bài. Hoặc là cái thời gian mà khai mạc đúng giờ thì chúng tôi sẽ hát được đầy đủ. Còn nếu mà một cái, vì lý do gì nó trễ lại một chút xíu đó, thì chúng tôi sẽ phải cắt bớt bài để cho kết thúc đúng là 11 giờ đêm. Có khi nào ngoài kế hoạch mà phải hát thêm bài thì anh có bài nào để backup không? Dạ thưa không, ít khi có chuyện đó. Tại vì nhiều khi kịch bản nó đi sai thì sao, đúng không? Nó có không, những lý do chứ, vâng, khách quan. Cùng một bài chúng tôi sẽ phải hát, thay vì hát một lần chúng tôi sẽ phải hát 2 lần hoặc là 3 lần. Vâng. Mà làm thế nào mà anh có thể là anh làm như vậy được? Tức là anh có thấy là hồi nãy hát cái bài này, bây giờ hát lại, nhiều khi người ta chán, ta không hát thì anh nói người ta sao đấy? Dạ không, cái chuyện mà anh chị em chán thì tôi nghĩ là không có. Vâng. Tuy nhiên chúng tôi có những người mà gọi là cô con đi đây rồi. Dạ. Thì những người đó sẽ quan sát thánh lễ và sẽ báo cho chúng tôi biết để chúng tôi cần ngưng hay là chúng tôi cần hát thêm. Tất cả như là anh em thiện nguyện hết, không có thù lao, không dạ, có gì hết. Không, không có gì. Dạ, không có gì hết. Dạ. Như vậy là năm nay năm thứ 2 anh làm coi như là liên ca trưởng của đại hội thánh mẫu, của giáo phận phụ trách đại hội thánh mẫu như thế này. Nếu trong tương lai mà theo các cha nói đó, năm ngoái đã 10.000, năm nay có thể trên 10.000 và trong tương lai có thể lên cả 100.000 người, thì liệu như đây có đủ tiếng hát để phục vụ cả 100.000 người không thưa anh? Thưa anh, chúng tôi cũng đã nghĩ tới một cái kế hoạch là nếu mà cái đại hội thành công mà phát triển nữa thì ca đoàn chúng tôi có thể phải mở rộng. Thay vì chỉ có Orange County thì chúng tôi có thể mời gọi các ca đoàn đến Vân Lốt, San Bernardino, hoặc là các tiểu bang khác. Nếu như vậy thì vấn đề đi lại này kia các thứ thì như sao? Nó cũng giống như là bên đại hội thánh mẫu ở bên Missouri vậy. Tức là tự động đi. Dạ, vâng. Tự động đi. Chúng tôi sẽ gửi bài cho họ tập trước. Rồi chúng tôi chỉ đáp với nhau 1-2 lần. Bây giờ nó có Zoom kỹ thuật như vậy thì có khi nào anh tập với nó qua Zoom không? Hiện nay thì tôi chưa làm, nhưng mà tương lai thì có thể tôi phải làm. Vâng, với vai trò một liên ca trưởng của cộng đồng công giáo giáo phận Orange và là người coi như phụ trách về nhạc ở đại hội thánh mẫu kỳ 2 này, thì anh kỳ vọng những gì, anh mong mỏi những gì cho đại hội kỳ này thưa anh? Thưa anh, thì cái công việc này nó chúng tôi thấy nó là một công việc rất là quan trọng. Đối với giáo phận này thì chúng tôi kỳ vọng là ca đoàn sẽ đông hơn, hát hay hơn và giáo dân sẽ tham dự đông hơn. Thì nó là một cái biến cố, nó là một cái lịch trình thường xuyên hàng năm của giáo phận này. Thì chúng tôi thì cố gắng làm cho mỗi ngày một đàng hoàng hơn, kết quả tốt đẹp hơn. Anh hát tham gia ca đoàn bao lâu rồi? Trước ở Việt Nam thì cũng được tham gia rồi, nhưng mà sang đây cũng có tham gia. Là bao nhiêu năm tất cả? Chắc cũng nhiều, cả hơn chục năm. Hơn chục năm. Nhưng mà làm sao anh biết được đại hội thanh mẫu có tuyển ca viên mà anh tham gia như thế này, mà trong khi anh muốn ca đoàn ở giáo xứ này, bây giờ lên là đại hội ghê quá, cái điều gì làm cho anh can đảm như vậy? Nói chung là mình hát để mình ca tụng Chúa, đó là cái điều mà
là mong muốn nhất của tất cả mọi những tất cả mọi ca viên họ hát để họ được ca tụng Chúa. Và hơn nữa đây là một những đội thánh mẫu mà được tổ chức ở cái nhà thờ thờ lớn ở ngay tại Orange County của mình. Đó cũng là niềm vinh dự của mọi người, tất cả ca viên khi họ muốn hát như vậy cũng giống họ ca tụng Chúa và cũng giống như tôn vinh Đức Mẹ lên, và tất cả những cái điều đó là những điều họ mong muốn để họ được tham gia cả đoàn. Còn muốn để biết được ở đây á là thì trong họ trong mỗi giáo xứ họ đưa xuống từng ca đoàn và kêu gọi tất cả những anh chị em trong ca viên thì ai dâng một chút thời giờ để mình đi tới tập hát và để mình tham gia vào đại hội thanh mẫu này để chia sẻ cái niềm vui với tất cả mọi người. Câu hỏi chót với anh mà cũng là hơi riêng tư, tôi biết anh cũng có gia đình, có vợ, có con cũng nheo nhóc, bận rộn trong cuộc sống mà làm sao tôi thấy là hình như chỗ nào cũng có mặt anh, làm sao có thể sắp xếp được, trong khi những người khác người ta bươn chải, người ta làm ăn, mà tôi thấy anh có vẻ là mặn với cái vụ này, có điều gì làm cho anh mà mặn mà như thế thế anh? Đúng, em cũng có một vợ ba con rồi, thì ai cũng phải bươn chải cuộc sống ở đây hết, nhưng mà thì thông thường mình cũng sắp xếp được thời gian, tại vì em thì em làm ban ngày, thì sau cái thời gian đó thì em có được nghỉ rồi, và con cái tương đối bây giờ nó cũng có đưa vô đại học, đa số là hai đứa lớn đã học trong đại học và đứa thứ hai, đứa ba nó cũng vô đại học rồi, nên thời gian cũng có. Và thì những cái thời gian mình dành cho Chúa, dành cho ca đoàn thì hầu như là những thời gian mình chiều tối thôi, thay vì thực sự lúc đó mình coi tivi hoặc coi phim. Tại mình ở đây á, con cái mình nó lớn rồi thì mình cũng không thể dạy học cho nó được, nó là tự học hết. Thì mình sắp xếp được thời gian thì mình đến, mình tham gia, mình phục vụ. Thì cái đó chỉ là phục vụ thiện nguyện thôi, chứ không phải là trả tiền, ai trả tiền cho mình. Thì cái đó là do tấm lòng của mỗi người thôi. Mình sắp xếp và mình đi đến và mình hát ca tụng Chúa thôi. Đó là tự nguyện. Cảm ơn anh Truyền rất nhiều. Thưa quý vị, đứng bên cạnh tôi là chị Trâm Trần, là nhóm 4 thuộc khoa đoàn Kitô Vua của nhà thờ Chính Tòa. Hôm nay chị cũng có mặt ở đây để mà luyện tập hát phục vụ cho Đại hội Thánh Mẫu vào ngày 14 và 15 tới đây. Thưa chị Trâm, làm sao chị biết được cái nhóm này mà để chị tham gia ca hát phục vụ đại hội? Cái này là các đức cha rồi các đã thông báo cho toàn ca đoàn của dân Chúa để tham gia đăng ký đại hội này. Mà chị tham gia lần đầu hay là đã tham gia lần thứ nhì rồi? Dạ, lần thứ nhì luôn. Lần thứ nhì luôn. Dạ. Lần thứ nhì này của chị tham gia thấy khác lần thứ nhất như thế nào không? Có đông hơn không? Có vui hơn không? Dạ, vẫn mỗi năm có một cái niềm vui khác nhau là được ngợi ca khen mừng Đức Mẹ La Vang. Mà chị có thích hát không? Dạ, rất là. Bây giờ tôi hỏi chị nè, nếu mà ở trong đây tôi thấy cũng nữ rất là nhiều, đúng không? Nữ nhiều lắm. Nhưng mà làm sao được biết ai hát giọng nào như nào để mình tham gia vô? Dạ, mỗi ca đoàn có được chia ra hết là bè tốt, bè tenor, bè bass và bè thanh. Dạ. Rồi khi mình hát như vậy, tới cái ngày mà đại hội đó mình có cầm mình nhìn hay là mình học thuộc lòng? Dạ, chúng ta cũng cầm sách để nhìn thêm những nốt nhạc để hát và phải follow theo ca trưởng. Tức là một con mắt mình nhìn dưới đây, còn mắt mình theo ca trưởng để người ta điều khiển mình. Làm sao làm được chuyện đó? Quen rồi, đã là hát ca đoàn là phải quen như vậy. Hát ca đoàn là quen. Và cái hát này là ngày xưa là chị vô, chị tham gia là chị tự tập hát hay là vô người ta huấn luyện cho chị? Hay là chị có học nhạc không? Dạ, cái này phải ca trưởng mình hướng dẫn mình. Hướng dẫn tức là chị không học nhạc? Dạ. Chị có biết nhạc không? Dạ không, ca trưởng vô đó, ca trưởng sẽ rèn luyện mình từ từ Năm nay là năm ngoái chị cũng hát, năm nay chị cũng hát. Thì chị nghĩ là năm nay các chị hát như vậy là có gọi là hay hơn năm trước để thu hút người ta, để những năm tới người ta trở lại thêm với đại hội nữa không? Ra hay hơn chứ. Phải không? Mỗi năm và rèn luyện thêm. Sao biết là hay hơn rồi, sao chắc là hay hơn được? Anh cứ đợi đấy đi. Tới ngày đó anh sẽ nghe. Dạ, rồi cảm ơn chị Trâm rất nhiều. Dạ, chào chị.